Chào mừng bạn đã đến với Bạn Có Biết OneCat. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một tính năng mới cho phép mọi người có thể loại bớt các đối tượng dư thừa trong quá trình mà mình kiểm tra xung đột mô hình trên nền tảng đám mây Autodesk Custom Cloud. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video. Ok, mình đang trong cái giao diện kiểm tra xung đột của các mô hình trong nền tảng Autodesk Custom Cloud. Như mọi người thấy trong đây nè, mình đang kiểm tra xung đột giữa mô hình của bên kiến trúc và bên MEB. Và trong cái phần xung đột này chúng ta thấy là nó đang có xung đột giữa đối tượng miệng gió ở đây và đối tượng trần. Nhưng mà thực tế ở ngoài thì nó sẽ chừa sẵn ô trần, nó không có xung đột với nhau. Đấy. Do đó bây giờ mình sẽ tạo ra một cái bộ lọc, nó được gọi là Offset Exclusion, cho phép loại trừ các đối tượng dư thừa, ví dụ như đối tượng này. Đó. Bây giờ mình sẽ loại trừ ha. Nhưng mà việc đầu tiên á, mọi người để ý giúp mình, đây là số lượng last nè, giữa hai mô hình 2394 nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình bật cái tính năng đó lên để xem coi nó có loại trừ những cái last này không và nó có giảm xuống được bao nhiêu ha. Bây giờ mình tắt đi nè. Để thiết lập cái tính năng Object Exclusion á, mình sẽ cần truy cập vào last ở đây. Sau đó mình vào cái phần setting, mình chọn Object. Sau đó mình sẽ cần chọn Relay để tạo ra một cái bộ lọc, mình hay gọi là bộ lọc nha. Ở đây mình có làm sẵn một cái bộ lọc dành cho miệng gió nè, giữa hai mô hình. Đây, mô hình MEB và mô hình kiến trúc. Và nó đang ở trạng thái là inactive, là chưa có kích hoạt. Thì nếu như mọi người chưa có cái bộ lọc này á, mọi người sẽ bấm vào Relay Offset ở đây nè. Thì tương tự mình bấm vào đây, mình bấm Relay Offset để mình lựa chọn các mô hình. Mình muốn tạo bộ lọc giữa mô hình nào với mô hình nào, mình bấm mình tích chọn ha. Ở đây thì mình có sẵn, do đó mình sẽ bỏ qua bước này, mình lít thẳng vô mô hình nè. Đấy, nó ra nè. Rồi mình chọn bấm Next, nó sẽ chuyển mình tới cái giao diện để thiết lập các tùy chọn ở đây. Như mọi người thấy nè, ở đây mình có thiết lập sẵn tùy chọn nè. Mình sẽ xác định rõ các đối tượng loại trừ mà mình muốn. Đây là các loại miệng gió nè. Về cái cách mà thiết lập đối tượng loại trừ thì mình sẽ dùng cái tính năng là tạo filter. Tạo filter đây. Mình có một cái video hướng dẫn mọi người cách tạo filter nâng cao trong Model Coordination rồi, mọi người có thể xem lại video đó nha. Mình tạo filter theo các trường thông tin để lọc ra những đối tượng cần loại trừ. Ở đây. Sau đó mình sẽ chọn Next. Mình đặt tên cho nó và cuối cùng là mình save lại là xong. Ở đây thì mình làm rồi. Nên bây giờ mình sẽ tắt đi. Rồi, thì sau khi tạo xong nó sẽ ở trạng thái active ha. Bây giờ mình sẽ active lại này. Khi mà mọi người tạo xong hoặc là mọi người cần active nó lại á, mọi người chờ nó active đây xong, mọi người cần bấm run last check lại một lần nữa để hệ thống nó chạy lại nha. Và mọi người lưu ý giúp mình á là cái tính năng này chỉ có trên các gọi là coordination space ở version 2. Đây. Cái này là Coordination Space. Có nghĩa là trước đây á, hãng đã update một cái phiên bản Coordination Space để kiểm tra xung đột. Nó là version 1. Và tính năng này chỉ xuất hiện ở trên Coordination Space version 2. Là khi mà mọi người tạo dự án mới á, thì nó sẽ mặc định nó dùng cái Coordination Space version 2. Còn với các dự án cũ á, thì nó sẽ không có hiển thị nha. Mọi người sẽ cần tạo lại một cái Coordination Space mới để sử dụng tính năng này. Bây giờ mình chọn Run Blast ở đây. Mình chọn Run. Ok, sau. Ok, hệ thống nó chạy xong cái phần last rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái mô hình để mình kiểm tra nha. Mình vô last nè. Đấy, mình vào trong view luôn. Đây có một cái mô hình tầng 1 này nè. Trong đây chứa mô hình của hai cái kiến trúc và MEB. Lúc nãy mình có add vô, mình qua phần last luôn. Thì cái số con số nó đã thay đổi nha mọi người. Đấy, hồi nãy lúc nãy mình nhớ là nó là số 2394, bây giờ nó là 2230. Mình sẽ quay cái này lại nè. Mình chỉnh cái này về là kiến trúc, rồi mình tạo cái mặt cắt xuống. Mình kéo xuống. Này. Lúc này nó đã bỏ qua những cái đối tượng miệng gió rồi nè mọi người. Nó bỏ qua, nó không có tính vô cái phần last nữa rồi nè. Đó.
Một số đối tượng mà không thuộc cái bộ lọc á, thì nó vẫn tính cái số lượng last bình thường này. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho mọi người về tính năng giúp loại trừ những đối tượng dư thừa hoặc trùng lập trong quá trình kiểm tra xung đột mô hình. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu mọi người có thắc mắc gì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta có thể cùng trao đổi với nhau. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.